Con Dùng con nào nghe tập 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 thôi. lớn cốt này rất tốt, năm ly, 5 ly mấy á, gần 6 ly á, nhưng mà nhỏ đâu. Đen yên đen lạnh giờ tự nhiên rồi mới có hai nhỏ đâu mất dịch mất tôi nó tung ra À, sao chú? nó bị nhiễm virus Covid-19 đó Ở dưới khu chú á hả? đâu có ở đa, đưa lên tiêu bình mà hai nhỏ đó nó không có không biết ở đâu té mấy bệnh nó mẹ nó bị bệnh nó trốn cách ly bây giờ đủ nó chịu không nổi rồi nó mới ra ra xì bởi trong khi đó đã lây xã hội nhiều rồi. Tại vì nghe nói là đợt chuẩn bị vừa rồi, đợt sắp tới đây là nước mình về là 10.000 người á, từ nước ngoài về á. Là bên kia đó. 10.000 chứ dự kiến 10.000 thôi. 10. Dự kiến 10.000 á. Thì đủ người máy luôn ha. Dạ. Này siết á không cần siết chắc nha anh em. Ví dụ như mình đang chiếc nó vô nha, một vòng thôi. Vậy thôi. Thì mình thả nồi ra. Ừ, mình quay mà. Tại mình khi mình siết quay nó càng siết vô mà. Em biết mà mượn. Chú liên kết con đó hả? Không đó hả? Đất đầu 2 5.000. Có mấy người máy nhỏ nhỏ. Còn lít 6 thì nó hơi. Nói chung lên cái band mà lên size 6 lúc nào nó cũng to. Nhỏ lấy con fit 5 đi. Nhỏ lấy con fit 5 xài sướng hơn mấy người. Mấy này nó làm đẹp thôi, con fit 5 nè. Còn có con fit 5 luôn. Fit 5 có. Cái dòng đó con có size 5.000 luôn. Size nó chắc cú hơn. Này nó chỉ là màu mè rồi cho đẹp vậy thôi, với chất lượng chắc cú vừa không có bằng mấy này. Mấy năm đó nhiêu? 2.1 chưa à? Con fit. Thì con 6 nó 2.3, con 5 nó 2.1 á. Tiền nào của đó. Ta kiếm vụ á. Vừa túi tiền thôi không? Nhiệm vụ ra xài mấy rẻ tiền về. Thì thôi chú Liêm hốt cái con Battle đó cũng ngon rồi. Battle hoặc là FGC3 đó cũng ngon rồi. FGC3 này tụi nó cũng xài nhiều. Dạ. Hình như là FGC3 này cái đợt mấy thằng Nha Trang là đa số nó lấy vô lấy dòng này không? Cái thị trường nó đi con cũng không gành lắm. Dạ. Nói chung là mấy cái dòng này xài ổn định hết. Anh chấm con nào anh chấm đi luôn á, mai anh chở anh xuống lấy luôn. Chấm. Chấm luôn. Tôi ta chấm con này nè, 8.000. 8.000 con đó. 3 triệu mấy luôn ông nội.